Thời gian gần đây có không ít chị em phụ nữ tìm mua loại trứng ung mang về chế biến bồi bổ cho chồng vì nghe đồn có thể tăng cường sinh lực đàn ông. Từ một loại phế phẩm vốn chỉ để cho vật nuôi ăn hoặc vứt đi, giờ đây trứng ung lại trở thành món hàng bán chạy. Về thực hư câu chuyện Viagra tự nhiên từ trứng ung là như thế nào và các chuyên gia nhận định ra sao về trào lưu sử dụng trứng ung? Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có câu trả lời. Mấy tháng nay, lò ấp trứng của gia đình chị Ánh Hồng ở Ba Vì trúng đậm. Lãi không đến từ trứng lộn hay con giống mà là nhờ số trứng ung. Những mẻ trứng hồng đã qua vài ba tuần ấp, ra lò đến đâu bán hết đến đấy. Thậm chí có người còn đặt mua trước từ nhiều ngày. Không hiểu là tại sao mà thế. Thế cho nên là tôi cứ thấy người hỏi liên tục mua cái trứng ung về để ăn. Khách hàng đến mua trứng ung của nhà chị Hồng phần lớn nhằm mục đích bồi bổ cho Đức Lang Quân. Số trứng phế phẩm này được coi như một thứ Viagra tự nhiên. Hiện tượng trứng ung bán chạy hơn trứng lộn cũng đã xuất hiện tại nhiều lò ấp trứng khác ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội. Từ đây, trứng sẽ được vận chuyển về trung tâm thành phố để đáp ứng cho nhu cầu bồi bổ sinh lực của một bộ phận nam giới. Trước kia thì bán chỉ để cho ra những cái con vật nuôi ăn, gần như chỉ chăn nuôi để dùng để chăn nuôi, nhưng nay cũng có một số là lấy trứng ý để dùng cho người ăn để nhằm mục đích là tăng cường sinh lực. Thật ra căn nguyên niềm tin về công dụng của đám trứng ung lại xuất phát từ một bài báo dịch trên trang mạng nước ngoài được đăng tải cách đây khá lâu. Bài báo nói về một loại khí đặc trưng trong trứng ung là sulfur hydric. Nó có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc có tác dụng cường dương thay cho Viagra. Nghiên cứu đó mới chỉ ở mức độ dự đoán. Độ chắc chắn của các nhà khoa học thì cũng mới chỉ dừng lại ở hai chữ hy vọng. Tuy nhiên, với tâm lý vội vàng và đặc biệt là cơ chế đồn thổi trong số người dân, thông tin này đã khiến nhiều người tin rằng trứng ung là một thần dược có thể giúp cho đàn ông cải thiện chức năng sinh lý. Không phải vô cớ mà các cụ ta vẫn nói ăn trứng ung học dốt. Trứng ung thực chất là trứng bị hỏng do quá trình ấp, do ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường. Cái người ăn phải trứng ung thì nó sẽ bị gặp phải cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Ví dụ như chúng ta thấy ăn phải chất đạm, chất béo mà đã bị phân hủy rồi thì sẽ đầy bụng, rồi đau bụng, rồi đi ngoài, có thể buồn nôn. Hoặc là kết hợp cái quả trứng ung nó có các cái vi khuẩn gây bệnh thì lại có các cái triệu chứng ngộ độc, có thể đau đầu, chóng mặt, rồi có thể ngộ độc rất là nặng. Nghịch lý trứng thối trở thành thần dược có lẽ chỉ xảy ra với những ai cả tin và thiếu thông tin. Để tăng cường sinh lý, một bên là làm theo lời đồn thổi, ăn những quả trứng phế phẩm. Một bên là có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động. Những đấng mày râu hiểu biết chắc chắn sẽ rõ nên chọn bên nào.